Máy cưa xích đút nét không chổi than và máy cưa xích có than của 18V của GUB. Thân nào có nhu cầu về cái thân máy thì mình cứ liên hệ nha. Đây. Thân máy đút nét này là 800.000. Thân máy là 600 có than. Hay nó về nó dầu mỡ rồi nó bụi bẩn nó bám cho nên phải lên máy rửa xe mình xịt mình xịt cho nó sạch. Rồi là bác nào mà mình sạch sẽ hơn thì mình về mình lấy xà bông mình lau cũng được, xà bông hoặc xăng mình lau nó sạch nó sẽ đẹp hơn. Có nhu cầu về cái máy cưa xích pin 18V của GUB thì mình cứ liên hệ nhé. Đút led là không chổi than là 800, còn là máy có than là 600.000 cái thân máy chưa bao gồm pin sạc. Đây là máy rửa xe 1800W. Giá 1800W nó như cái này ấy, giá của nó là 1.500.000. Nó có cái dây áp này, súng và máy thôi. Còn cái dây cấp nước kia về các bác có thể mình mua bên ngoài nhá. Em thì không có. Em bán 1.500.000. Chỉ có dây áp và súng máy thôi, còn cái dây nước thì bên mình tự đi mua. Thì bác nào có nhu cầu thì mình cứ liên hệ số điện thoại cửa hàng 0922 400 500. Nên xin chào và hẹn gặp lại.